Hết tháng 6, số tiền dịch vụ môi trường rừng do các đơn vị nộp về quỹ hơn 80 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ. Thực hiện thanh toán tạm ứng trên 69 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2021 cho các chủ rừng. Phát biểu kết luận, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu, cơ quan quỹ tiếp tục phối hợp với các cơ quan địa phương giả soát, thống kê lập danh sách các cơ sở sản xuất thủy điện, công nghiệp, thực hiện ký kết hợp đồng ủy thác, thu tiền dịch vụ môi trường rừng đôn đốc các đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng, các chủ đầu tư có dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng nộp tiền theo quy định, hoàn thành thanh toán nguồn tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2021, tạm ứng theo kế hoạch năm 2022.